Em xin chào quý anh chị là khán giả của kênh Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn số tự động. Thì trong video này thì em xin phép cập nhật đến anh chị chính sách giá của Accent phiên bản số tự động và những cái màu xe sẵn giao cho quý anh chị trong tháng 2, nửa cuối tháng 2 này, thì cũng như là giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang của Hyundai Accent số tự động. Thì về phiên bản tiêu chuẩn thì em xin nói qua một chút là những cái màu em sẵn có như là màu trắng, màu đỏ, màu đen em sẵn giao ngay, và cái giá lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang nó chỉ rơi vào là chưa đến 530 triệu ạ. Và cái giá khởi điểm mà em đang chào bán thì chỉ chưa đến là 480 triệu. Hiện tại phụ kiện mà em tăng cho quý khách hàng đó là phim kinh điển New Sun. Như anh chị có thể thấy là phim kinh điển New Sun bên em rất là trong và có cái độ riêng tư cho khách hàng bên trong rất là tốt. Phim bên em bảo hành cho anh chị 10 năm. Đó. Và tặng cho anh chị thêm nữa đó là trải sàn da. Đây, trong xe này em sẽ quay cho anh chị. Dạ, xe này cũng được tặng phim New Sun cho khách ạ. Đây ạ, trải sàn da và bọc vô lăng da. Thì về cơ bản thì sẽ có ba cái gói khuyến mại như vậy. Đó. Còn phiên bản đặc biệt thì bên em sẵn những cái màu như là màu đỏ này, màu đen giao ngay này và màu trắng. Tất cả các phiên bản số động của Accent thì đều được trang bị đèn ngủ từ xa và có cái nút mở cốp thông minh trên chìa khóa đây. Và anh chị hoàn toàn có thể tắt được xe, đèn ngủ và tắt xe từ xa. Đó. Khi mà trên phiên bản tự động thì cũng được trang bị những cái tính năng nổi trội trong phân khúc xe hạng B, đó là đèn tự động này, đèn nổ start top này, rồi thì gạt mưa tự động đó. Và cái hệ thống đèn của Accent thì anh chị ở đấy có đèn LED định vị ban ngày và có cái đèn check, đây là đèn chiếu góc. Thì dù anh chị đi vào những cái khúc cua hẹp thì đèn nó sẽ tự bật đó, thì giúp anh chị lái xe sẽ an toàn hơn. Một ưu điểm nữa là của Hyundai Accent trong phân khúc xe hạng B thì là cái sự cách âm cực kỳ tốt đó, cách âm và cái cửa tôn xe rất là dày. Đây, anh chị có thể nghe tiếng em đóng cửa đó, rất là chắc chắn. Đấy. Accent thì hoàn toàn là có một cái kích thước dài hơn Vios và cửa gió điều hòa ghế sau này, cũng như là có bản đặc biệt thì em có cửa sổ trời. Mặt cả ga lăng thì được mạ chrome, mạ chrome khói rất là sang trọng. Tay nắm cửa thì có được mạ chrome. Đây, em để nổ từ xa cho anh chị nhé. Thao tác như sau, anh chị ấn hai lần nút khóa xe và giữ nút hold trong 3-5 giây đấy, và chiếc xe đã được đầy đủ rồi. Khi mà cái đèn ngủ từ xa này anh chị hoàn toàn có thể chủ động tắt, và nếu trong trường hợp anh chị quên ấy thì xe sẽ tự động tắt sau 10 phút. Anh chị tắt thì anh chị chỉ cần ấn vào nút hold này, đó là xe sẽ tắt. Còn cái mở cốp ấy, thì anh chị chỉ cần giữ vào nút hold này khoảng 3-5 giây. Đó. Giữ khoảng 2 giây thôi là cốp đã được mở rồi. Vâng, thì là vừa rồi thì em cũng đã review một chút cái điểm nổi bật của Hyundai Accent cũng như là giá bán của chiếc xe phân khúc hạng B được bán chạy nhất trong thời điểm vừa rồi và luôn đứng đầu trong những chiếc xe bán chạy nhất trong top 10 xe bán chạy tại thị trường Việt Nam. Thì anh chị nên quan tâm đến Hyundai Accent. Và em nói thêm một chút là về chương trình trả góp thì hiện tại lãi suất ngân hàng cũng đã rất là tốt. Có những ngân hàng có thể hỗ trợ anh chị cái mức lãi suất vay chỉ có là khoảng hơn 0,8% một tháng. Đó, thời gian vay cố định cho anh chị trong vòng 2, 3 hoặc 4 năm. Đó.
Thì anh chị hoàn toàn có thể mình vay đi, dĩ nhiên là anh chị có thể vay được cái khoảng thời gian dài hơn, từ 2 đến 8 năm, và giá trị xe thì được là từ tối đa là 80% giá trị xe. Thì anh chị quan tâm đến Accent thì xin vòng liên hệ số điện thoại em Tuyền Hyundai Bắc Ninh, em để ở trên màn hình. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.